Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Học Của Thứ Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online tuyệt hay, đỉnh ca của ngoại tinh lấy khách phương thứ nhất với kinh nghệ điều quân cờ tàn siêu việt của anh, đánh trong Thiên Thiên Tượng Kỳ trong ngày 2 tháng 1 năm 2024. Kính mời các bạn cùng đón xem màn đại chiến online đỉnh ca đến từ Vương, ván cờ mà Vương cầm bên đen.吃。 吃。
吃。 吃。 吃。 吃。 将军。 吃。 吃。 将军。 吃。 吃。
狙。吃将军将军吃将军吃将军吃将军将军将军将军
将军。Tới hình cờ trên sau phần cờ cho pháo 6 tuyến 2 bắt tốt thì thế công đến từ bên đen đã tỏ ra quá mạnh. Bên đỏ đã phải buông cờ xin thua. Một ván cờ thể hiện trình độ vượt trội đến từ bên đen của ngoại tỷ lệ khách Vương Thứ Nhất. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.